trendsound.com. Hello, xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình với cả vợ con đi lên một chỗ quay phim chụp ảnh sống ảo. Hôm nay trời nắng mà con. Trời nắng quay mới đẹp con. Đây, tí nữa mình sẽ quay lại cảnh trên đấy cho mọi người cùng xem nhá. Thiết bị mình quay thì gimbal điện thoại với lại action cam với lại flycam. À con. Có không? Có các em nữa mà con. Có các em như có trò nào để dành cho trẻ con không? Có chữ đây. Hiện tại mình đang đi trên đường Võ Nguyên Giáp, đường 58. Chỗ này khai trương từ hôm mùng 2 Tết rồi, nên hôm nay mình mới có dịp đưa vợ con đi. Đây, đang đi xe. Đằng trước đây. Quay trước đường này, đường 58. Đấy. Hôm nay trời nắng đẹp nhá mọi người nhá. Chỗ này thấy mọi người bảo là vé vào người lớn là 60.000 một người. Họ xây dựng cả sân đánh bóng, khu bể bơi này, các thứ nữa. Có từng phòng để ở mà. Đây là vườn vườn cây cảnh này. Ui, toàn cây cảnh không nhỉ? Nhiều cây cảnh nhất này, mọi người xem này. Rất nhiều cây cảnh này. Đấy, mình quay khung cảnh vườn ở đây cho mọi người xem. Cung Xuân. Trên này là Cung Xuân. Đấy, chị em đi chụp ảnh, các cháu đi chụp ảnh rất là đông. Mình lia qua khung cảnh cho mọi người xem một vòng. Cối xay gió à? Ở đâu em? Cối xay gió ở đằng kia đúng không? Chỗ này chỗ ngồi nghỉ chân rồi. Có đồ ăn không? Đây là cái khu nhà nghỉ dừng chân. Có mái chòi. Mọi người đến đây đông chụp ảnh. Chụp ảnh sống ảo. Chỗ này chụp ảnh thì tuyệt vời rồi. Rất là nhiều khung cảnh để mọi người chụp ảnh. Cháu ơi, chú hỏi cái này là khai trương hôm nào đấy? Hôm nay lên đến đầu tiên à? Chú cũng đến đầu tiên nên là chú không biết. Rồi. Nào, mời các bạn đi theo mình tiếp nhá. Đi theo cái chân mình đi xem tiếp nhá. Ồ. Chỗ này là vườn hoa. Bỏ chân lắm thôi. Cung Xuân đúng không?
Đẹp chưa mọi người?
Sound.com. 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 Vậy chú tên gì? Chú tên là Tuấn. Thank you.
6 giờ rồi vẫn còn đông. Đang xuống. Về thôi. Tối rồi. Giờ này tối rồi. Tối cũng không đẹp. Đây có xe ô tô điện đi phóng thẳng lên trên kia.